Cận cảnh Lincoln Navigator đời 2022 độc nhất tại Việt Nam các bạn nhé. Đây là chiếc Lincoln đời mới duy nhất được đưa về Việt Nam. Phiên bản nâng cấp của đời cũng đã được đưa về Việt Nam khá là nhiều trước đó. Tuyên với cái đời này thì đây là chiếc duy nhất. Các bạn sẽ thấy cái phần đầu xe thiết kế khác biệt bởi cái lưới tản nhiệt nó được sơn màu trắng trùng với cái màu ngoại thất của xe. Và em nó thì cũng có các chi tiết ốp kim loại mạ chrome và cái màu đen tương phản. Bộ mâm 22 inch được sơn đen các bạn nhé. Kết cụm đèn pha thì được tinh chỉnh một chút. Ngoài ra thì có cái cụm đèn hậu cũng được thiết kế mới. Đây chính là cái chiều ngang chéo của chiếc Lincoln Navigator phiên bản trục cơ sở kéo dài đấy các bạn này. Navigator đời 2022 các bạn nhé, đời mới nhất trên thị trường toàn cầu cũng như tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản facelift của những chiếc Lincoln đã được đưa về Việt Nam trước đó. Các chi tiết nhân nhá màu đen tương phản với ngoại thất tổng thể màu xanh à màu trắng. Em này thì có động cơ là V6 3.5 lít, công suất tối đa là 450 mã lực anh em nhé. Một cái công suất đủ để chiếc xe có chiều dài tổng thể lên đến hơn 5m, hơn 5,7m, có thể vận hành một cách trơn tru trên đường phố. Đây các bạn nhìn này. Wow, quá đẹp luôn anh em ạ. Đây là Lincoln Navigator đời 2022 tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại các bạn nhé. Đây là một chiếc Lincoln Navigator đời 2022 phiên bản nâng cấp mới nhất trên thị trường toàn cầu cũng như tại thị trường Việt Nam. Và em này là chiếc duy nhất được đưa về Việt Nam vào năm 2022. Tính đến nay đã là tháng 4 năm 2023 rồi các bạn nhé. Ngoại thất màu trắng đã ra biển Hà Nội. Mời các bạn chiêm ngưỡng này. Đó, anh em có thể quan sát đây chính là cái tổng thể phần đuôi của em Lincoln Navigator này. Chiếc SUV cỡ lớn, 7 chỗ ngồi rộng rãi. Và phần đuôi của em nó thì vẫn có cái điền đây quen thuộc của nhà Lincoln. Tuy nhiên thì em nó sẽ có những cái tinh chỉnh tại cái phần cụm đèn hậu chính các bạn nhé. Đây này, cái phần cụm đèn hậu ở góc này nó sẽ thiết kế khác biệt so với những chiếc Lincoln Navigator đời cũ. Cái giải LED bây giờ nó cũng được làm sắc nét và ấn tượng hơn. Đó. Ống xả thì là ống xả sẽ đặt ở dưới gầm, nó sẽ có hai cái ống xả đặt một bên ở dưới gầm anh em ạ. Và phần đuôi thì mình quan sát thấy nó còn thiết kế vuông vức hơn cả đời cũ. Vẫn có dòng chữ Lincoln gắn ở phía trên cái dải đèn LED và có camera lùi cũng như rất nhiều các cái cảm biến ở phía sau. Đó, các bạn nhìn thấy nó vuông vức và nhìn nó ấn tượng không? Đó, tổng thể phần đuôi của chiếc Lincoln Navigator trước khi chúng ta đi lên cái phần đầu để ngắm xem cái phần đầu nó khác biệt như thế nào anh em nhé. Em này thì vẫn có cái bộ mâm được sơn màu đen các bạn ạ. Đó, các bạn Vision này đi lượn qua lượn lại hai vòng rồi. Đây chính là chiều ngang của chiếc Lincoln Navigator này. Ngoại thất màu trắng, mâm sơn đen, các chi tiết nẹp kim loại làm từ chrome các bạn nhé. Chiều dài tổng thể của em này là phiên bản trục cơ sở kéo dài, thế nên là em nó dài lên đến là hơn 5,7m các bạn ạ. Cũng có thanh ray trên mái này, cột B, cột C và cột D đều được sơn đen. Đó, có bộ mâm này trông xa xa nhỏ nhỏ vậy thôi chứ kích thước nó cũng 22 inch, lốp 285/45 ở phía sau các bạn nhé.